Hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hồ Tràm không phải là cung đường ngắn, nhưng những hành khách tham dự chuyến đi cảm thấy thoải mái bởi khi bước vào trong xe, MG5 hoàn toàn mới gây thiện cảm khi sở hữu không gian khá rộng. Bên cạnh đó, MG5 cũng được trang bị cửa sổ trời, giúp không gian phía trong cabin thoáng đãng hơn. Ở trung tâm điều khiển, màn hình giải trí 10 inch với độ phân giải Full HD được kết nối với Apple CarPlay và Android Auto, giúp nâng cao trải nghiệm trên mỗi hành trình như dùng bản đồ dẫn đường, chọn nhạc. Màn hình não Virtual Cockpit 7 inch hỗ trợ người lái kiểm soát chiếc xe khi hiển thị các thông tin liên quan đến vận hành và các hệ thống hỗ trợ điện tử. Điều hòa nhiệt độ với 8 cửa gió, điều chỉnh bằng cảm ứng, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, kết hợp với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 giúp cho không gian xe an toàn và dễ chịu. Sức mạnh của chiếc xe đến từ khối động cơ 1,5 lít, sản sinh ra công suất cực đại 112 mã lực với mô men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng trên phút, giúp chiếc xe có thể đạt được vận tốc tối đa 180 km/h. Điều này được chứng minh qua những cung đường lắt léo của chuyến hành trình. Động cơ Euro 5 còn ghi điểm với nhiều công nghệ khác như chu trình Akisen hiệu quả cao, giúp tối ưu quá trình phun nhiên liệu, hệ thống làm mát tiên tiến của Porsche, giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như khí thải ra môi trường. Hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp với bộ chuyển cấp số thông minh, tự động chuyển số theo tốc độ, giúp quá trình sang số và tăng tốc trở nên mượt hơn, hạn chế tình trạng rung giật. Người lái cũng có thể trải nghiệm 3 chế độ lái khác nhau, gồm Urban, Noble và Dynamic. Đồng thời, hệ thống trợ lực lái điện trên MG5 cũng có thể điều chỉnh linh hoạt để giúp trải nghiệm trên các cung đường khác nhau trở nên thú vị hơn. Hệ thống treo trên MG5 với treo trước dạng matte porcelain, treo sau dạng thanh vàng xoắn giúp giảm trọng lực tổng thể, tuy nhiên vẫn đảm bảo độ cứng và khả năng phản hồi tốt. Cạnh đó, MG5 mới còn gây chú ý với người dùng với hơn 20 tính năng an toàn chủ động và bị động được tích hợp trên xe, khiến những hành khách khó tính nhất cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Với những giá trị về thiết kế, công nghệ, an toàn và tiện nghi, MG5 hoàn toàn mới hứa hẹn sẽ là một trong những sự lựa chọn đáng giá trong phân khúc sedan hạng C.